thời gian đó thì mình vẫn còn cũng còn ham chơi, nói chung là có con mà cũng còn ham chơi, cũng thích bài bạc rồi bia rồi nói chung là những cuộc cái giải trí như vậy nó vẫn kéo dài, thì nói chung bà xã cũng không được vui. Nhiều lúc cô ôm con đến nhà đi ôm từ ngoại gì có một chiếc xe mình đi mất, cô có đâu có xe, cô phải ôm con đi bộ mưa lâm râm che cái dù, thì cô mới giận quá cô mới về cô viết thư. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cặp đôi anh Nguyễn Quang Minh 55 tuổi và chị Võ Thị Thu Thủy 55 tuổi, tổng cộng là hai anh chị cộng lại là 110 tuổi. Chào đón anh chị đến với chương trình Tình Trăm Năm. Xin mời anh có thể chia sẻ chút xíu về lý lịch trích ngang của mình ạ. Xin chào Quỳnh Linh, xin chào cô Ngọc Lan. Tôi tên là Nguyễn Quang Minh. Hiện nay tôi là làm việc cho một công ty về môi trường. Dạ. Tôi và bà xã kết hôn đúng 30 năm. 30 năm? Dạ, 30 năm. Bên đây là bà xã của tôi. Chào chị. Dạ, mời cô ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào Ngọc Lan xinh đẹp. Tôi tên là Võ Thị Thu Thủy, 55 tuổi. Hiện tại thì chỉ là quản lý cho công ty sơ chế trái cây. Anh chị là nhà ở đâu nhỉ? Nhà mình ở Bình Thạnh. Bình Thạnh luôn. Quê mình ở đâu anh? Quê tôi thì ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Quê bà xã thì ở Bình Thạnh luôn. Gốc Sài Gòn. Quê Bình Thạnh luôn. Vậy Bình Thạnh với Quảng Ngãi gặp nhau như thế nào anh nhỉ? Câu chuyện thì nó cũng bắt đầu từ tuổi trẻ, rớt đại học. Tôi đi theo một người anh đi vào làm công việc ở một nhà máy đường La Ngà ở Đồng Nai. Đối diện dưới cái nhà máy đường đó có một cái quán cơm tương đối là lớn và cũng nổi tiếng, đó là quán cơm của bà xã này. Ủa, Bình Thạnh ra La Ngà bán cơm hả chị hả? Gia đình trước 55 là ở Bình Thạnh. Sau khi mà ba chị mất, lúc đó là má chị mới dẫn như là 7 đứa con lên núi để mà lập nghiệp. Chị học lớp 9 và lớp 11, 2 thì lại tuyển vô Minh Khai. Chị học ở Sài Gòn. Nhưng sau đó chị thi rớt đại học, các chị lại quay ngược về La Ngà. Hai anh bà thấy có chung một cái là hai người đều rớt đại học mới gặp nhau. Đúng, đúng. Nghĩa là tự nhiên là vô tình cái vô hình chung nhà thì họ đã bán cơm đắt lắm. Cho nên là không có ai làm hết trơn được. Rồi anh qua anh ăn hả chị hả? Thường xuyên, khách hàng thường không? Xuyên. Có. Họ rất thanh niên á, ghi sổ một tháng mới là lãnh lương ra là quý to một lần. Mình ăn bao lâu thì bắt đầu mình quen cô gái này anh? Bên cạnh cái quán của bà xã thì kế bên là có kinh doanh về karaoke rồi trò chơi điện tử. Mình với một nhóm bạn cũng ba bốn người mình ghé ăn chơi. Sau đó thì chỉ còn là hai người, mình với một người bạn nữa. Bà xã mình với là cô em thì ráp là thành bốn người. Mình hay đến đó mà ăn cơm, và sau khi ăn cơm có thể là chơi game cùng nhau hay là karaoke. Chắc cũng hơn một năm sau mà mình mới thấy có cảm tình với bà xã. Cảm tình thì mình chưa nói gì cho bà xã, nhưng mà những cái người mà làm ở trong gia đình á, tức là những đứa phụ vị giúp gia đình, nó là hiểu được điều đó. Nó thấy mình nắng ná không về, đến giờ lẽ là 10 giờ thì đóng cửa rồi mình còn nắng ná đó, thì nó mới đốt nhăn mũi để cho mình ngồi. Là mấy đứa nó rất là gã lăng á. Thấy như vậy thì bà xã mới hỏi mà chiên, tức là có ý đồ như thế này, tại sao đến giờ về bạn về mình còn ở lại đó. Thì bà xã mới đặt bắt đầu với họ, thì lúc đó bắt đầu mình chính thức là mình đặt vấn đề với cô ta là mình có tình cảm. Lúc đó chị chưa cảm nhận được là tình yêu của anh đã bắt đầu mong men đến chị. Họ đó chưa thích. Lúc đó chưa thích chắc là có nhiều người xung quanh lắm đúng không? Trước đó là cũng có quen một người, nhưng mà sau này là nói chung là cũng không có đi tới đâu hết trơn á. Mình cũng có một mối tình ngoài quê, cô bé đó là nhỏ hơn mình 6 tuổi, ở sát nhà luôn. Và cô ta là con một, xinh đẹp. Nhưng mà nói chung là cái khoảng cách về địa lý La Ngà rồi với Quảng Ngãi nó rất là xa. Bà xã của mình vẫn biết được là mình ngoài quê vẫn đang có một cái mối lương duyên. Tức là cũng có khả năng là đến hôn nhân á. Cô mới nói mình là quyết định. Nếu là anh có đến nhà em á thì là anh phải coi như gọi là chốt á, rồi quyết định. Chứ không có thể chờ bà già ở ngoài đó vô rồi coi ngoài đó làm sao rồi mới dàn xếp cái này. Thì cái chuyện tình cảm thì chị không có chịu. Là bữa đó là sao mà trong lúc đó là suy nghĩ rồi là tôi mình nó thôi được, để anh viết thư gì mà đó để mời bà già đi nói chuyện, là đến luôn là coi như là chốt luôn. Chú rồi lúc đó chú giải quyết cái mối lương duyên ở dưới quê thì sao chú? Nói chung là cũng rất rối. Mình phải xin lỗi, tức là ngoài quê người ta đặt nặng về vấn đề là tình cảm. Người ta đã đặt là rất là chú trọng, thậm chí là má mình và má cô kia cũng
gần sát bên nhà mà người ta đã hứa hẹn với nhau rồi, cho nên mình cũng rất là khó. Chú cũng nói với người kia là xin lỗi, bây giờ ở trong này nó gần gũi và muốn lập nghiệp ở trong Sài Gòn, chứ còn cô kia là cô con một, cho nên muốn lấy cô đó là phải quay về quê, quay trở lại của mình thì muốn lập nghiệp ở miền Nam. Quyết định là nói với má là con sẽ cứ vợ ở Sài Gòn. Má thì trong ruột mà cũng không thích đâu, nhưng mà má thì mà rất thương con. Bà bằng mà thế thôi, lĩnh kỉnh cũng như đồ đạc từ ngoài quê vô. Mặc dù ở đây là có ông anh rồi, ông anh của mình cũng đang làm nghề bên đường, nhưng mà bà xã và nó phải có mẹ vô. Bao lâu mình cưới nha? 7 tháng sau khi là quyết định là yêu nhau rồi thì 7 tháng sau xin làm đám cưới luôn. Cũng nhanh quá nha. Nhưng mà người ta đã đeo đuổi và tìm hiểu cả năm trời rồi mấy tháng cho mũi đốt nữa, rồi cộng thêm 7 tháng chính thức được qua lại với nhau là 1 năm 7 tháng, là gần 2 năm. Gần 2 năm. 2 năm trời. Cưới xong anh ở rể luôn anh hả? Không, mình có nhà ở cái bên trong khu cư xá của nhà mấy đường của mình ở. Bà xã thì ở bên ngoài đường, tức là buôn bán ngoài đó. Còn mình đi ở trong khu cư xá thì nó cũng mấy trăm mét rồi, cũng 500 mét đi bộ được, đi xe đạp được. 3 tháng sau là bà xã có bầu. Hồi đó mình có chiếc xe cúp 82. Nói chung là cũng được. 82 là ngon rồi đó. 82. Thế thì bà xã bà ở nhà mới buôn bán, nhưng mà đến ngày cái bụng bự rồi đó thì đi tính toán với bác sĩ hồi đó ở quê mà. Bác sĩ tính toán không có sự chính xác, nói là sinh sau 2 tuần sau mới sinh. Chứ cái điều kiện như giao thông nó rất là khó. Khoảng 2 tuần nữa cái y mình cũng chuẩn bị đồ đạc sẵn rồi, nhưng mà nó vỡ ối sớm mới đi thì không biết, thì mới đi lên trên trạm xá gần cách lên 3 cây số để khám. Thì ở trên đó mấy cô nói là thôi về đi, chừng nào đã bụng thì lên danh. Nhưng mà cuối cùng thì có một cái chị khách vô chứ ăn sáng á, cái chị mới thấy vậy, chị nói chứ không được đâu, thôi bây giờ làm sao làm, phải đưa về Sài Gòn đi chứ kiểu này là không có được. Rồi lúc đó đâu có xe mà, nếu mà chờ bắt được một chiếc xe đò đi rất là cực, biết chừng nào mới tới nơi nữa. Cái thôi cái là hai vợ chồng liều mạng luôn, đi trên chiếc xe 82 đó chạy từ La Ngà về Sài Gòn. Thôi vô Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Mà lúc đó đã vỡ ối rồi hả cô? Thôi nguy hiểm lắm đi luôn. Đi dọc đường đi ngang ngã ba Dầu Dây là cứ vô nó lấy ra, tại vì chứ biết sao giờ, còn hơn là ở đó chờ cái xe đò biết chừng nào nó tới mình. Hai vợ chồng chạy chiếc xe đó, hồi bụng thì đến nơi. Và đến nơi vô là nhập viện luôn. Nhập viện có 12 giờ, tới trưa thì tới là nhập viện, tới hôm đó khuya 2 giờ. Khuya 2 giờ. Nhưng mà cái cuộc sanh đó nó có khó khăn không cô? Khó, cho nên là con của chị nó mới bị nhiễm trùng đó. Nhiễm trùng ối cho nên là mẹ tới 9 ngày mới gặp được mặt con, nằm trong lòng ký. Thì lúc mình khoảng 5 ngày là mình xuất viện rồi, thì về nhà bà chị ở bên Nguyễn Văn Đậu đó, là ở nhờ bên đó. Xong rồi bắt đầu là 9 ngày sau là bà đi bà rước về giùm. Về La Ngà thì ở ngoài quán luôn, ở trong nằm trong phòng để mà cho kiểu như cho má lo đó, không mấy chị em gần đó nữa chăm sóc. Nhưng mà cuối cùng thì đó là con nó được khoảng chừng ra tháng là phải nhà bắn đông, ai đứng bếp phải ra làm, phải phụ, tại vì mình nằm đó mình thấy ồn ào mình cũng không chịu được. Thời gian đó thì mình vẫn còn cũng còn ham chơi, nói chung là có con mà cũng còn ham chơi, cũng thích bài bạc rồi bia rồi, nói chung là những cuộc cái giải trí như vậy nó vẫn kéo dài, thì nói chung bà xã cũng không được vui. Nhiều lúc đó cổ ôm con đến nhà đi ôm từ ngoại gì, có một chiếc xe mình đi mất, cổ đâu có xe, cổ phải ôm con đi bộ, mưa lâm râm che cái dù, thì cổ mới giận quá, cổ mới về cổ viết thư. Trong lá thư thì nó cũng có nhiều cái lời lẽ và có sự cảnh tỉnh và cảm hóa, thì mình mới thấy cái sự trách nhiệm của mình. Mình không thể là bông chơi như vậy nữa, và con đường cũng thể không thể là công nhân, bởi vì gia đình mình rất là hiếu học. Phải quyết định yêu cầu phải đi học đại học. Lúc đó con cũng đâu có 1 tuổi rồi. Mình mới quyết định để bà xã ở nhà để mình ôn thi học ở đại học Bách Khoa. Đại học Bách Khoa thi thì vào mình đậu. Cũng nhờ mấy bức thư đó đó. Nếu không có bức thư đó chưa chắc đi học đại học đâu. Bài bạc giải trí nó quen rồi, có khi nó lại thay đổi một số phận nữa đó. Tại sao chị lại quyết định viết những lá thư đó mà không có nói trực tiếp với chồng? Tính nó là nóng, cho nên là mà chị nói là chị nói câu trước câu sau là chị nghẹn lời, thì chị không có thể nào mà chị nói mà ngồi mà nói một cái diễn giải ra đúng rồi, để nó dài dòng văn tự được. Thì khi mình viết thư mình, nhưng mà nhiều cái chuyện như vậy thì chị mới biết cho mình là chuyện nào chị cũng viết thư, tức là nó dồn nén á. Giống ngày nào viết thư chắc mệt lắm rồi, cứ giận lên viết giận lên viết, tức là nó dồn nhiều cái sự việc là như vậy, giống như cư xử chị những cái như vậy. Thí dụ chị thấy mà chị bức xúc á, thì chị dồn nén lòng, chị chịu không nổi thì chị viết thư. Tối đó chị viết thư. Thì sáng ví dụ như là chị đi làm á, chị đi buôn bán thì chị lại để lá thư trên bàn Để trên bàn cho mình đọc.
nhưng mà không biết đọc, tôi đọc rồi có cảm nghĩ như thế nào chẳng biết, nhưng mà sau này từ từ chị viết được 4-5 lá gì đó. Thì lúc đó chị thấy cũng dần dần cũng đỡ thôi, nhưng mà cái tính nóng thì với là gia trưởng đó. Má mình cũng căn nhận cô này, mình rất là nóng tính, phải có sự nhường nhịn và kiềm chế đi, rồi sau đó hãy nói gì nói. Mẹ nói như vậy thì mình cũng tự ái bắt đầu, và đồng thời bản thân mình có sự thay đổi. Lúc đó hai vợ chồng quyết định là sinh đứa thứ hai vào năm 99. Cuộc sống hôn gia đình thì ta nói rằng là sống trong chén cũng khô đó. Vậy thì có lúc nào nó khô mạnh quá, rồi lúc nào mà cái tính của anh nóng, anh cọc quá rồi anh xúc phạm hay là làm tổn thương đến chị không? Tính thì nóng thật, nhưng mà để mà động tay động chân á thì mình cũng không có. Nó nói cho mình cũng còn cái sĩ diện của người, chứ còn không phải là như vũ phu rồi quá thì cái tính nó không. Đôi khi mình nóng tính quá mình không kiểm soát được cái lời nói của mình á, rồi là cọc tính, mình vô tình mình buông ra cái lời nào đó. Nói chung là cũng có. Thì bà xã bà cũng rất buồn, nhưng mà mình cũng rất là tự ái. Mặc dù mình nói nhưng mà mình sau mình chấn chỉnh, mình nhìn lại là mình thấy mình sai hoàn toàn. Những lá thư cô viết xong á, mình rất là xấu hổ. Tuy nhiên cái tự ái của bản thân là mình không có sửa ngay, nhưng mà mình ra mình thể hiện bằng một hành động khác. Mình nói bữa nay em khỏe không, rồi như thế nào. Cô giận cũng mấy ngày nhưng mà cái lòng chân thành của mình có và cái độ ly mình có. Người phụ nữ người ta không thể chịu đựng nổi đó, người ta bộc phát lên đó, người ta lại tiếp tục có những cái lời nó y chang như vậy nữa. Thành ra nó luôn luôn trong hạnh phúc gia đình đó, nếu có những cái người như thế thì dễ đổ vỡ lắm. Vậy thì những cái lúc đó chị Thủy chị kiểm soát thế nào, chị kềm chế thế nào mà hay như vậy? Nói chung tấm chị cũng nguội, chứ chị không có, chị nói chung chị bình tĩnh. Chị có cái như vậy, mặc dù ở chung nhà có khi chị giận mà một tuần lễ luôn, chị ngủ chung giường luôn, nhưng mà chị không nói chuyện, có hỏi thì chị trả lời mà thôi, chứ trong lòng chị là chị không có thể hiện ra như người những người khác, là đớp chát lại được, chị không đớp chát. Cái tính chị vậy cho nên là chị dồn nén nhiều khi quá, chị không chịu nổi thì chị ưa viết thư. Viết thư thôi. Viết thư. Tính hay quá. Cho nên tới bây giờ, bây giờ cũng vậy, bây giờ là chị nhắn tin, không viết thư nữa mà chị nhắn tin, hai chồng chị gây lộn bằng tin nhắn. Nó đỡ trực tiếp hơn. Cũng là gián tiếp, cũng là gián tiếp. Chứ nếu mà gây lộn trực tiếp á thì nó kinh khủng lắm. Còn nếu mà gián tiếp gây lộn bằng tin nhắn thì nó còn... Trực tiếp chị gây không lại. Thiệt. Gây không lại. Tại vì nói câu chứ còn sao là bộc phát ra là chị thấy là chị thua rồi, chị không gây lại, cho nên chị là bây giờ vẫn gây, ví dụ có gì chị bức xúc chị vẫn nói bằng tin nhắn. Xong rồi đọc cũng có trả lời, nhưng mà chị thích nhất cái câu là tính tình anh tuy nóng nảy nhưng anh rất yêu em và con. Tính tình anh tuy nóng nảy nhưng anh rất yêu em và con. Cho nên vì câu đó mà chị sống chết tới bây giờ. Có bao giờ anh chị cãi nhau trước mặt hai con chưa? Cái đó cũng có, nhưng mà con mình khi con nó lớn lên đó, con nó phê bình rất là dữ. Mình có hai đứa con, nhưng mà có hai, nhất là bạn nhỏ đó. Cách đây 2 năm khi một bạn ở bên Mỹ về, năm 99 bạn về, bạn em á nói là ba con muốn họp gia đình, thì mình thấy lòng tự trọng mình chủ gia đình, ok con sắp xếp set up đi, ba mẹ và anh trai sẵn sàng. Đêm 30 Tết á, 8 giờ tối ăn tối xong ông quẩy ba lô đi mất tiêu. Mình mới nghĩ rồi, thằng này nó bốc phét rồi, cho nó nói họp thành cái gì. Ai về cái lúc cỡ 10:30 mò về, ủa hồi nãy con đi đâu nãy giờ? Con qua quán cà phê con làm chương trình. Lúc đó mình mới ngỡ ra, ba cho con xin một chai rượu vang. Thì bạn mới tổ chức một chương trình 4 người ngồi 4 góc trong một bàn. Thì bạn muốn phê bình mình mà không phê bình trực tiếp, nó chỉ trích, mà bạn nhờ ba người xung quanh hay những người xung quanh nói là bốc thăm, hãy kể tật xấu của người kế bên. Anh Sư ạ, cái đó là bốc thăm, bạn sẽ đáp chương trình như vậy. Thì mình nói ra là đụng bà xã cũng nói anh, ví dụ như là anh tính nóng nảy hay la con trước mặt hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần nó không thích. Đó là những tật xấu của mình, dĩ nhiên trong đó có mặt tốt. Và trước đó mình mới nhìn nhận là mình có cãi vã trước mặt con là một cái sự sai lầm lớn. Cho nên mình rất là quý, rất là thương cái cậu con set up một cái câu chuyện như vậy. Nói xong đó, mấy mẹ con ôm nhau khóc quá trời trong đêm 30 Tết. Đây, bạn này đây hả? Bạn đó. Dành một tràng pháo tay cho em về cái hành động đó. Con nghĩ là do bạn cũng tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa khác nhau, cho nên là bạn tự tin và bạn mạnh dạn hơn trong những cái việc này. Nên là bạn rất là thẳng thắn chia sẻ vấn đề. Hay quá. Vì trong gia đình của mỗi chúng ta lâu lâu cũng nên họp gia đình và đặt ra những câu hỏi như thế, đặt ra những vấn đề như thế để xem
người kế bên nói người kế bên như thế nào. Mỗi lần cô buồn quá là cô viết thư cho chú, rồi chú có đáp thư lại cho cô không? Không, không. Không. Nhắn tin thì có nhắn lại. Dạ. Mà có bao giờ chú viết một cái lá thư tay dành cho cô chưa? Từ lúc quen nhau tới giờ. Hình như chưa bao giờ. Vậy thì con khẳng định rằng đây là lá thư đầu tiên chú viết gửi cho cô. Con đang cầm trên tay đây. Hồi hộp quá. Con sẽ đọc cho cô nghe cũng như là quý vị khán giả nghe. Thương gửi em yêu của anh. Thế là đã 30 năm chúng ta chung sống bên nhau. Chúng ta đã rất vui và hạnh phúc bên gia đình với hai con. Anh hy vọng chúng ta không chỉ có 30 năm mà chúng ta sẽ còn hạnh phúc bên nhau 40 năm, 50 năm, 60 năm và còn lâu hơn thế nữa. Anh cảm ơn đời đã ban cho anh một người vợ hiền, chu đáo bên chồng và hai con. Mặc dù thời tuổi trẻ em biết anh có nhiều thói hư tật xấu, nhưng em vẫn đến bên anh để cảm hóa anh bằng tình cảm yêu thương chân thành qua những lá thư em gửi cho anh với những dòng chữ thiết tha đã chạm sâu đến đáy lòng của anh. Anh còn nhớ em đã từng viết: em đã chấp nhận anh và chúng ta cùng hứa hẹn xây dựng cuộc sống lâu bền, hạnh phúc thế, sao anh vẫn còn chưa thể hiện hết tình yêu thương và trách nhiệm của mình như lời anh đã nói. Anh hãy suy nghĩ lại trách nhiệm của mình đối với em và con. Qua những lần như vậy, anh thấy mình quá xấu hổ và có lỗi thật nhiều với em và con. Vì vậy, những cuộc vui với bạn bè, những trò tiêu khiển không cần thiết, kể cả hút thuốc, anh đều từ bỏ để anh dành thời gian cho con, cho em nhiều hơn. Lá thư này anh viết cho em trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, cũng chính là bằng chứng của tình yêu, tình thương mà anh dành cho em và gia đình chúng ta, và cũng là bằng chứng cho sự thay đổi, để em tin rằng anh luôn chân thành đối với em và trách nhiệm với gia đình. Em hãy tin tưởng ở anh em nhé, anh luôn mãi yêu em và các con. Một lần nữa, anh cảm ơn người vợ thân yêu của anh đã kề cận bên anh trong suốt 30 năm qua. Anh yêu em và các con rất nhiều. Yêu em, Nguyễn Quang Minh. Thì cảm nhận thế nào mà những giọt nước mắt đã rơi từ lúc ban đầu bức thư luôn đó? Là chị cũng không biết nói sao. Từ mới làm cưới nhau 30 năm nay là mới nghe chồng mình thổ lộ những điều là tận đáy lòng. Chị rất là xúc động. Em bây giờ cũng không biết nói gì hơn, là em rất quý cái tình cảm của tụi mình. Hai đứa mình đến với nhau cũng không, gia đình hai bên thì cũng không có gì là trắc trở, nhưng mà do cái bản tính của anh là gia trưởng với lại là nóng nảy thôi, thì mới là có những cái mà để làm mà em phải mà chịu đựng bức xúc như vậy. Thì bây giờ anh nói được những lời như vậy thì em rất là cảm ơn anh và rất yêu anh rất là nhiều, tại vì chưa bao giờ mà anh nói được những cái, tại vì anh chưa bao giờ thổ lộ được những cái tình cảm của mình đối với em trong suốt 30 năm qua. Thì bây giờ em nghe được những lời như vậy thì em nói chung là không biết nói gì hơn, là rất là cảm ơn anh. Lời nói của người đàn ông, người ta nói trong lòng, không thốt thành lời. Tuy nhiên là nói cho nhiều, hứa cho nhiều không bằng minh chứng bằng một lá thư. Mình viết ra bằng lời văn, bằng giấy trắng mực đen nó rõ ràng. Và điều này là cái sự minh chứng thực sự, cho nên muốn gửi cho em nhân dịp kỷ niệm đúng là 30 năm ngày cưới luôn. Thì chương mình vợ chồng mình cũng set up một cái chương trình đi Phú Quốc, nhưng mà cho cái dịch bệnh nó không có xảy ra, cho nên là anh mới viết lá thư này. Cảm ơn cái chương trình đã tạo cho mình một cái ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Quỳnh Linh, cô Ngọc Lan. Đây là bằng chứng rằng hãy nói những cái lời yêu thương như tình cảm với người bạn đời của mình. Nếu như anh ấy không có chương trình thì chắc có lẽ không có bức thư này đâu. Và rất nhiều người đang theo dõi chương trình chắc có lẽ cũng không có thể tiếp xúc được với chương trình. Cũng nên tự mình viết cho mình một lá thư với người yêu thương của mình đi. Không cần phải đợi chương trình đâu. Những lời yêu thương đó chúng ta nói bằng cả trái tim của mình, chắc chắn người ngủ cùng giường với mình sẽ rất hạnh phúc. Chắc có lẽ là bây giờ phải mời cô chú xem một cái món quà nữa của chương trình dành tặng cho cô chú. Yeah, chào ba mẹ, là con đây, Boy đây, aka Minh Khôi của ba mẹ. Ba em là người khá là ít nói, trầm, nóng tính. Còn mẹ em thì kiểu nói rất nhiều, rất thích tâm sự, cần người nghe.
cho nên thường thì nó có một cái lạ chỗ đó, nghĩa là hai người kiểu như khác nhau nhưng mà cũng nhờ vậy mà hai người cũng gắn bó với nhau đến bây giờ. Em cũng thấy điều đặc biệt là giống như là ba em rất là nóng nhưng mà ba em cũng ngủ rất là nhanh, còn mẹ em thì cũng hay buồn nhưng mà cũng sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều, kiểu như là đến ngày mai cũng sẽ thôi, cho nên hai người ở nhau đến bây giờ nên em cũng rất là hạnh phúc điều đó. Nên em nghĩ là ba mẹ em cứ như vậy. Ba em cũng người rất là thực tế, ba em cũng không có thể hiện tình cảm nhiều bằng lời nói hay là này nọ những cử chỉ. Tính ba là cũng rất là thương con, kiểu như là không muốn cho con mình phải thiếu gì hay là thiệt thòi gì. Mẹ là người phụ nữ gia đình á, thì mọi sự chi li tỉ mỉ nhất trong gia đình. Mẹ em cũng là người rất là thích nói, cũng rất là thích kể chuyện trong công ty, cuộc sống này nọ. Cho nên cái việc em với mẹ em ngồi ăn và ngồi nghe chuyện mẹ em thì cũng hai người con cũng khá là vui. Mẹ em có một lần khóc vì kiểu như là ba em cũng hơi vô tư một chút, hơi không quan tâm một chút. Em khóc nhiều lắm. Cái em mới ôm mẹ em xong rồi em ngồi em nghe tâm sự. Mẹ em tâm sự rất là nhiều, rất là lâu, chắc tầm 1-2 tiếng vậy đó luôn. Em khóc nhiều lắm nhưng mà sau đó em cũng nói chuyện với ba em. Em không nghĩ rằng là em có thể viết một đoạn nhắn là dài. Tại vì việc hai cha con mà nói chuyện với nhau thì nó rất là, nó có một cái bức tường gì đó em không có diễn tả được. Nhưng mà nó đúng là nó có một cái bức tường gì đó. Nhưng mà càng lớn thì em lại nghĩ rằng là em phải là người tới và em thân thiết với ba em và cố gắng phá bức tường hơn. Và em sẽ làm điều đó bằng cách đầu tiên, đó là em sẽ nói về việc em sẽ góp ý với ba em về việc mà ba em quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Xong rồi em cố gắng khuyên ba này nọ, ba đừng có như vậy. Rồi em cũng nói chuyện với ba kiểu như là, tại vì em nghĩ rằng em cũng lớn rồi, em cũng ý thức được là một gia đình hạnh phúc thì sẽ nên là như thế nào, mà bộ phận là con cái thì em cũng sẽ làm được những gì. Và ba em lúc đó cũng có nhìn nhận lại, và ba em cũng từ đó mà em nghĩ rằng là cũng sẽ thay đổi hơn và cũng quan tâm gia đình hơn. Ba mẹ ơi, và ba mẹ sẽ không để ba mẹ thất vọng, và con trai ba mẹ sẽ luôn luôn là con trai của mẹ Thủy, ba Minh. Tất cả mọi người sẽ không phải thất vọng về con. Con yêu ba Minh, mẹ Thủy, yêu rất nhiều, rất nhiều. Cậu con trai rất là tâm lý luôn anh nha. Cảm giác thế nào khi nghe những lời chia sẻ của con trai mình? Rất là tin tưởng ở con và đặt mọi sự hy vọng vào hai người con trai. Hai người con trai mình rất là tin tưởng. Rất tiếc là người anh á, hiện giờ đang ở Mỹ mà bị dịch bệnh không quay về được. Chứ nếu là chương trình này có cái hoài bão của mình là đại gia đình mình sẽ chụp một tấm hình rất là nghiêm túc cùng bốn người, và hy vọng là một người con bên Mỹ cũng hiểu được điều đó và cảm thông và thương cảm gia đình cũng giống như vậy. Rất là cảm ơn. Con thấy chú xúc động rất là nhiều luôn á, chú lạc giọng luôn á. Còn cô ạ? Hai mẹ con là cũng ưa tâm sự, nhiều khi cứ nói chuyện hàng giờ rồi cứ ôm nhau khóc. Anh con trai đến tình cảm ghê ta. Đôi khi vợ chồng với nhau cũng kết nối từ những đứa con. Dạ. Con hiểu và tâm lý như thế thì người Linh nghĩ rằng là không có một cặp đôi nào có thể cãi nhau được, không có cặp đôi nào có thể gọi là chia lìa được hết. Hy vọng rằng câu chuyện này nó sẽ tiếp tục 30 năm nữa, để chúng ta sẽ gặp lại nhau biết đâu, rồi ngồi nói chuyện với nhau về câu chuyện ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn Cường Linh, Ngọc Lan, và cảm ơn chương trình. Mình không hy vọng gì hơn những gia đình cũng tương tự giống mình để chung sống với gia đình một cách hạnh phúc như mình. Những cái gì có thể thay đổi được thì chúng ta thay đổi. Cảm ơn anh. Hôm nay thì hai người ôm nhau có thể nói một câu gì đó. Anh luôn yêu em và gia đình chúng ta. Em yên tâm nha. Thank you, I love you baby.